còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mong manh sao chưa lớn đã già. Sao ngày mới lên trong lòng đã quên, dìu nhau dắt nhau qua đêm dài để rồi chết vùi trong nhau. Đời không Gương mặt này thấy quen quá à. mơ mới, Phải là Phạm Hoài đôi Nam, khóc nhiếp ảnh gia không vui ta? lòng sao. Người hùng của chúng ta đây, anh Phạm Hoài Nam. À, sở trường là hát nhạc pop và nhạc ballet. Bác Nam, Alo. có phải là Phạm Hoài Nam, một người nhiếp ảnh gia nổi tiếng không? Cái gì vậy cô? Tại vì đây là ca sĩ Thanh Hà. Tôi có số của cô mà. Giờ cô đang ở đâu? Thanh Hà đang ở 3A Tôn Đức Thắng nè. Ủa, tôi cũng đang ở đây nè cô. Ok, tới liền, 1 phút. Ủa, sao cô lại ngồi đây? Là tại vì cái hình này Oh mà my God. Hà ngạc nhiên ở cái chỗ đó, ngoài cái hình nó còn tên Phạm Hoài Nam nữa. Đó là chụp hình đẹp nổi tiếng như vậy rồi, bây giờ lại muốn hát nữa làm sao? Không phải, tôi hiểu rồi, đây là nhạc hội song ca đúng Đúng. không? Cái này là đăng ký cùng với một cô bạn nữa đi hát. Để cho cô đi thi cuộc thi này, nhưng mà mình không đăng ký thì cô không đăng ký. Như vậy gọi là số đó, nhiếp ảnh nó chụp hình nó là phụ thôi ha, từ giờ Oh. phút này trở đi hát là chính. No. Chơi nha, hát thử một bài nhé. Oh. Nếu xa nhau anh xin làm dòng sông, nhớ em buồn những tháng mênh mông. Khúc Khúc sông sông buồn 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 trôi trôi bao bao lá lá rong, rong, tiếng tiếng mây mây chiều chiều nhạt nhạt loài loài trăng trăng nhớ nhớ nhung. nhung. Không thuộc lời, Không thiệt là không thuộc sao, lời. có ai mà lần đầu tiên mà hay đâu, mình phải hát Ok. nhiều lần rồi mình phải tập nữa. Rồi. Nhưng mà mình chọn bạn, mình chọn Bác Nam vì Bác Nam vừa chụp hình đẹp mà lại hát được nữa. Thì ra là bác Phạm Hoài Nam, một gương mặt cộm cán của làng nhiếp ảnh, rất là quen thuộc với nhiều nghệ sĩ chúng ta. Mà không ngờ ngày hôm nay Và bác Nam là nổi tiếng đẹp trai nhất vùng nữa. Và bây giờ là phần trình diễn của chị Thanh Hà và bác Hoài Nam. Ta gặp nhau có đôi lần, ta chờ nhau cũng đôi lần, rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh, ta không kịp có nhau. rồi từng ngày như thế em không còn đó ngây thơ. Em nào hay thời gian này, em nào hay có một ngày tình cờ đưa em đến với những yêu thương, cho em chìm đắm say và và đưa đưa em em đến đến những những cơn cơn mê mê và và đắng đắng cay. Và rồi em đi mất, và rồi rồi em em thương tự nhớ, nhớ, và và giờ giờ đây đây em em biết biết rằng rằng mình mình chót chót yêu, yêu nhưng nhưng em em quá quá ngây ngây thơ, thơ nên nên anh anh cứ cứ mong mong chờ chờ trong trong đêm đêm tôi tôi bơ bơ vơ vơ lặng lặng lẽ lẽ ngồi ngồi khóc. khóc. Một lần thôi anh nhé, Một lần cho ta biết, để rồi ta không tiếc biết rằng rằng mình mình từng từng có có nhau. nhau. Sao Sao đôi đôi mắt mắt em em cay, cay, em em yêu yêu có có đâu đâu hay, hay, có có những những nỗi nỗi u u hoài hoài vẫn vẫn còn còn mãi mãi đây. đây. Trôi qua nhanh, ta không kịp có nhau. Rồi từng ngày như thế, em không còn còn đâu đó ngây ngây thơ. thơ.
nào hay có một ngày, em nào hay thế gian này. Tình cờ đưa em đến với những yêu thương, cho em chìm đắm say và đưa em đến những cơn mê và đắng cay. Và rồi em đi mất, để rồi em thương nhớ, để giờ đây em biết rằng mình chót yêu. Nhưng em quá ngây thơ nên em cứ mong chờ, trong đêm tôi bơ vơ lặng lẽ ngồi khóc. Một lần thôi anh nhé, một lần cho em biết, để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau. Sao đôi mắt em cay, em yêu có đâu hay, coi những nỗi u hoài vẫn còn mãi đây. Rồi nhiều đêm cô đơn hoang mang lang thang những con đường, rồi nhiều lúc bối rối chơi bời biết than cùng anh. Bàn tay anh trao em khi xưa giờ xa mãi phương trời, còn lại đây một mình em thôi ngồi với nỗi buồn. Và rồi anh đi mất, và rồi em thương nhớ, để giờ đây anh biết rằng mình chót yêu. Nhưng em quá ngây thơ nên em cứ mong chờ, trong đêm tôi bơ vơ lặng lẽ ngồi khóc. Một lần thôi em nhé, một lần cho ta biết, để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau. Sau đôi mắt em cay, em yêu có đâu hay, có những nỗi u hoài vẫn còn mãi đây. Sau đôi mắt em cay, anh yêu có đâu hay, có những nỗi u hoài vẫn còn mãi đây. Có những nỗi u hoài vẫn còn. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết thời gian. Wow! Và xin mời Danh Hà, Bác Hoài Nam hãy quay về phía sau, những số điểm là 257 điểm. Wow! Một cú knock out vào phút cuối cùng. Yeah. Sự thật là đi hát rất là nhiều năm, nhưng mà chưa một lần nào trong cuộc đời đi hát, đứng trên đây hát mà có đồng nghiệp của mình. Nói thiệt nha, em có thấy chị run không em? Thì có chị. Cái chân nó vẫn còn run nè. Nhưng mà cái này nó lại cho mình một cái cảm xúc rất là giống như mà mình mới biết lớn mà mình gặp một người thanh niên đàn ông đẹp trai, cái tự nhiên mình bị cứu được phút vậy đó. Chị sao chị không ôm bên cảm trái giác? Chị sao chị đây? Không ôm bên trái chị mà bên chị ôm bên phải chị? Chị xin lỗi nhưng mà tại vì đây cùng tuổi cùng mạng luôn, phải thích cùng màu nữa không. Nhưng mà phải công nhận là hôm nay rất là bất ngờ bởi bác Nam, tại vì là bác biết là bác hát, bác đổi liên tục, lúc thì bác bè cho chị Hà, một lúc sau bác đã quay ra bác hát chính rồi, có nghĩa là không có nhầm lẫn một cái nốt nào hết. Còn với chị Hà thì mọi người vẫn bảo là em rất là giống chị hồi trẻ. Dạ em mong là khi em bằng tuổi chị em sẽ đẹp như chị. Nãy giờ mọi người toàn là xưng là bác với con, em xưng em là em rất ngưỡng mộ anh ơi. Hôm nay anh rất là đáng yêu, rất là trẻ trung, với chiếc kính màu đỏ bầm rất là hợp với phong cách của chị Hà. Tại vì chị Hà mặc áo đỏ cho nên đeo kính đỏ đó. Chính xác. Wow. Anh cũng là mà bạn Nam mang tới 6 bộ đồ để xem là bạn Hà mặc bộ gì. Wow. Tức là bạn Nam phải cho match tông xịt tông đây. Tại vì cái nghề mình là nhìn màu á, cho nên là mình rất khó chịu khi mà lỡ mà bây giờ mình bạn em mặc áo đỏ mà mình lại đeo một kính màu cam thì nó kỳ lắm, cho nên là phải đỏ thôi ạ. Dạ đỏ. Dạ thôi không làm mất thời gian của bác và chị Hà nữa. Chiếc ghế vàng đằng kia.